Yo, xin chào anh em. Hello. Lâu lắm rồi không làm thử thách 24 giờ thì vừa Bạch My bảo mình hay là làm thử thách 24 giờ ăn chay đi. Cũng được ấy, nhưng mà trong các món chay ấy mình thấy là họ vẫn có thể chế biến đa dạng mùi vị kiểu như mặn ngọt các kiểu ấy, thì mình thấy là nó vẫn còn dễ lắm, mọi người ăn như thế thì vẫn còn ngon ấy. Cho nên là bây giờ mình sẽ ăn kiểu thuần chay nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra 3 món mà chay hoàn toàn kiểu như là rau củ và trái cây ấy. À nếu mà chay thì có rau củ, trái cây và các loại hạt. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xem là chúng ta sẽ ăn cái gì nha mọi người. Hợp lý không? Anh thích ăn gì nhất? Trái cây ngon hơn. Còn ăn rau thì ăn nhanh chán lắm. Em thích ăn rau. Sao em không thích ăn hạt? Tại vì ăn hạt nhiều béo. Mỏi mồm nữa. Ok, bây giờ xoay nhá anh em. Vòng quay may mắn. Màu vàng là rau này, trái cây là màu cam này, hạt là màu đỏ nhá. À, quay nhá. Quay đi. Và... ăn gì đây? Đúng món mình thích anh em ạ. Trái cây nói chung là nó dễ ăn nhất rồi ấy. Nghĩ là nhiều loại nhỉ. Ừ, còn rau thì nó bị nhạt nhẽo ấy. Rau chế biến được nhiều kiểu á. Chế biến nhưng lại phải cho dầu mỡ với cả gia vị các kiểu rồi thì nó vẫn không phải là thuần chay rồi. Nói chung là anh thích hạt hơn. Nhưng mà hạt ăn nhiều thì lại ngán. Nhưng mà ít nhất nó có bùi bùi thơm thơm này, béo béo này. Bây giờ rau ấy là phải chấm mắm. Nhưng mà mắm thì lại không phải là đồ chay rồi. À có mắm chay. Thế? Ừ. Nói chung là vào trái cây là thích rồi anh em ạ. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Một ngày chỉ ăn trái cây nha anh em. Ăn sáng thì ăn trái cây gì hợp lý anh? Anh nghĩ là trái cây nào mà nó có nước nước ấy. Có nhiều chất béo và protein. Chuối này. Bơ. Ăn những thứ đấy cho nó đỡ đói trước đã. Còn ví dụ mình mà ăn những thứ như xoài này, ui nó cồn ruột chết. Nói chung là sáng phải ăn đồ ngọt anh ạ. Và chúng ta sẽ lót dạ bằng mấy cái món đấy trước nha anh em. Đây lấy chuối trước đi em. Đây dưới này nó chín này. Bơ đúng không? Ừ. Bơ chín chưa? Chín rồi đấy. Đây xoài kìa. Ăn xoài cho nó cồn ruột không? Không, như là xoài sẽ ngọt anh ơi. Ngọt không? Thơm. Thơm không? Thơm dã man luôn, thơm nức mũi luôn. Để ăn này cồn ruột chắc chắn luôn. Ăn cái gì nó có năng lượng một chút nào em? Ăn nào? Không. Không. Nào, bây giờ mình sẽ đến với bữa sáng của mình nhé mọi người. Cái quả chuối này còn đỡ chứ, anh thấy quả bơ liệu không chấm cái gì nó có nhạt không em? Em nghĩ là với người ăn nhạt như em thì chắc là được, còn anh thì em không biết nha. Chuối ngon á. Cảm giác buổi sáng ăn trái cây như nào em? Cũng được ạ, nhưng mà em nghĩ là trái cây này phải có thêm kiểu một cốc sữa chua hay là cốc sữa nữa thì hợp hơn. Mình cũng sẽ làm quả chuối đi. Ngoài rồi ngon lắm luôn. Anh vội đấy này. Buổi sáng ăn trái cây của các nó sảng khoái anh em. Thử ăn quả bơ xem. Bóp à. Bình thường ngày bơ ấy, làm sinh tố thì bá cháy luôn. Còn ăn tươi này thì mình ăn nhưng mà kẹp vào bánh biết các kiểu ấy. Chứ chưa bao giờ gặm cả quả như này. Ê, nhưng mà bơ ngon nha. Nhìn này. Anh biết người ta bảo thế nào là bơ gọi là chín vừa tới mà ngon không? Là anh nhìn bên trong nó không có cái sợi đen đen. Sợi đen đen là nó bị chín quá. Còn này là vừa tới này. Hạt thì ra. Thì không liên quan anh ạ, em chỉ biết người ta nói như thế. Nói chung là bơ này xác định ăn tươi như này nó sẽ rất nhạt anh em. Ngon. Nhưng mà thơm lắm. Nó chỉ hơi nhạt thôi nhưng mà ngon nha. Không phải hơi nhạt mà rất nhạt. Nó không có vị mặn ngọt gì cả. Nó sẽ kiểu hơi béo béo nhẹ. Thơm. Buổi sáng này ăn bơ rất tốt. Trong bơ có thành phần gì em? Trong bơ này có chất béo tốt. Nói chung là mình không biết được nhiều lắm mọi người Google. Thơm lắm anh em. Cái này chỉ cần chấm đường thôi là được. Bá cháy luôn. Ôi chà chà. Thế này anh ạ, người ta ăn được cơm nữa. Ăn cơm ngon. Ăn cơm rồi dưới nước mắm lên ấy ngon lắm. Ở miền Tây người ta ăn thế đúng không mọi người? Ngon rồi. Ngon rồi. Làm miếng tráng miệng cho nó xong bữa sáng. Tráng miệng cũng bằng trái cây đấy. Vâng, nhưng mà một loại trái cây khác. Ôi, quả này là quả na nha mọi người. Trong này người ta gọi là mãng cầu, ngoài Bắc gọi là quả na. Không, mãng cầu anh thấy trong này nó khác quả na mà. Nhưng mà quả mãng cầu trong này cũng gọi là quả mãng cầu mà quả na cũng gọi là quả mãng cầu. Thôi rồi ăn đi. Xin mời. Đây na dai. Na dai ngon. Na dai ngon hơn na bở. Thì ơi, anh thích ăn na bở hơn đúng không ạ? Thế á, anh khác người ấy, đa số mọi người thích ăn na dai hơn ấy. Anh thích ăn na bở. Ôi, anh chắc là thuộc số ít. Ngọt lắm, ngọt lịm luôn. Tráng miệng bằng đồ ngon à? Biết thế ăn kèm với bơ. Không nghĩ ra nhỉ? Ngọt nhỉ? Ngọt lịm luôn. Na này cũng là một trong những cái món mà mình thích nhất đấy. Bây giờ em
cho hết nào mình nhá. Nói hộ cái. Nói gì đi. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải đi tìm cái món trái cây mà chúng mình thích để ăn em ạ. Chứ vừa nay anh ăn bơ anh thấy nó nhạt quá. Vừa nay kiểu ăn để cho nó đỡ bị cồn ruột buổi sáng ấy mọi người. Chưa phải đến trưa đâu nhưng mà ăn sáng trái cây ấy nó bị đói nhanh ấy mọi người. Thề luôn, mình cảm giác như là mình chưa ăn gì. Mà mới ăn cách đây gần 2 tiếng rồi nhá mọi người. Trái cây kiểu nó tiêu hóa nhanh hơn là mấy cái thực phẩm như thịt đúng không? Thế bây giờ em nghĩ là em thích nhất cái món trái cây nào? Thích nhất nhá, top 1 ấy. Cherry. Thế anh thấy có nhiều. Anh thấy nhiều món trái cây ngon mà. Thì anh chỉ hỏi là nhất thôi mà, còn nhì, ba, bốn thì em vẫn còn mà. Thế em kể 5 loại em thích nhất đi. Cherry này, quả chôm chôm này, quả kiwi này, xoài ngọt này, quả dâu. Dâu nhưng mà dâu phải... Dâu thì có nhiều loại dâu lắm. Dâu tây. Dâu tây nhưng mà phải dâu ngọt cơ. Xem là quả gì ạ ta? Hết rồi em ạ, 5 thôi. Được 5 thôi. Cho nên em chỉ được chọn 5 thứ mà em thích nhất thôi. Anh biết là có rất nhiều quả ngon hơn nữa. Thì tự nhiên hỏi nhiều không nhớ ra. Thì được táo à? Táo ngon đấy. Ê, bên này có nhiều quả em thích này. Cherry. Ồ, thấy luôn đi em. Trái tim luôn nhá. Nho này em. Kiwi thì sao? Kiwi vàng. Không, nhưng mà hộp này nhiều không ăn hết. Đây kìa, lấy cái hộp hai. Kiwi vàng sẽ ngọt hơn kiwi xanh. Ê. Khế này là khế ngọt hay khế chua vậy? Khế à? Khế liệu có cồn ruột không? Khế này là khế ngọt Thái. À, khế ngọt. Được. Ok. Anh có lựa chọn gì mới chưa anh? Không thấy có trái cây gì mình thích cả. Anh thích cái gì? Anh thích cũng chôm chôm em ạ. Chôm chôm như em thấy ở quầy ngoài kia anh. Anh thích cả vải nữa. Vải hết mùa rồi bạn ạ. Ở đây là quả cam hay quả chanh vậy? Quả cam. Anh muốn tìm quả gì nó lạ lạ ăn cho nó mới mẻ xíu em ạ. Ê, quả gì đây? Dưa gang à? Ồ, oh, lấy luôn không em? Nhưng mà hơi xanh anh ạ, quả này hơi cứng. Ồ, trông như quả mướp đi. Không, không. Như anh chưa ăn quả này luôn ấy. Quả này là quả dưa bở mà, nhưng mà ở ngoài Bắc em thấy nó tròn tròn cơ chứ nó không xà như này. Không, đây là dưa gang. Không biết nó giống không? Thôi cứ lấy về ăn thử. Chôm chôm à? Này, được đấy. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ ăn trưa nhá. Khai vị của bữa trưa ngày hôm nay của mình nó là khế ngọt Thái nha anh em. Xem nó có ngọt không ạ. Ngọt không? Không có vị chua. Nhưng mà có ngọt đâu. Để anh cắn cái viền này đi á. Trông em như con chuột ý. Mặc dù trong lúc mình cắn cái viền này thì mình cũng đã hấp thụ hết cái bẩn ở cái viền này vào mồm rồi. Nào ăn thử nhá. Ui dồi ôi. Ngọt không? Nhạt tách à? Anh bị lừa rồi. Đúng kiểu khế ngọt, gọi là khế ngọt thôi. Bởi vì nó không chua thì gọi là khế ngọt. Nhưng mà khế ngọt ở Việt Nam ngọt mà. Nhạt đúng không? Vẫn hơi chua chua mà. Anh thấy không có vị chua nào luôn. Nhưng mà ngon đấy chứ. Cái này là chấm muối. Ừ, chấm muối là ngon đấy. Ừ. Nhưng mà rất nhiều nước nha anh em. Đang khát nước mà ăn này khá là bù nước á. Trời ơi. Nó khát và ăn này là hết khát luôn. Ăn này chắc chắn là sẽ không giúp mình no được. No chứ, no nước mà. Lát nữa nó sẽ bào cái dạ dày của mình. Nó sẽ khiến dạ dày của mình cồn cào chắc chắn luôn. Thế là em nghĩ là em sẽ chuyển qua ăn cherry. Sở trường của mình ấy. Cho xin quả. Ngon. Tuyệt vời. Ăn cherry đã hơn hẳn luôn á. Nhưng cherry này mình ngồi lúc mình ăn hết 1 cân. Ngon lại. Quả này mà không có hạt thì ngon. Mà có hạt nó đắt rồi anh ạ. Không hạt này nó đắt nhiều lần luôn á. Đúng là quả số 1 trong lòng mình. Liệu ăn bao nhiêu thì sẽ no được cherry của em? Chắc là tầm nửa cân. Ăn cái này nó cuốn lắm. Nhưng mà ngọt nó chỉ hơi chua nhẹ nhẹ thôi mà. Ngon. Chôm chôm. Mà chôm chôm này phải chôm chôm Thái. Chôm chôm nhãn. Nó gọi là chôm chôm nhãn là cái lông ngắn ngắn này mọi người ăn cái hạt nó mới dóc. Còn chôm chôm dài dài mình không ăn. Không thích ăn. Chôm dóc hạt. Đâu, thử nào. Ngon, hạt nó dốc lên này. Ngon. Tỉa phát hết hạt luôn. Đây là những cái món mà em có thể ăn hết được cả cân. Có nước em chôm chôm không nhỉ? Có ạ. Ý anh ơi. Có con rồi. Đây là đuông chôm chôm. Ăn thử nha. Bây giờ mình lại tiếp tục thẩm những quả này nha mọi người. Em cá là quả này giống quả dưa bở ngoài Hà Nội của em. Quả này ăn như nào?
Rồi để em cứu cho anh nhá. Đấy, ở trong nó hạt nó như quả dưa lê ấy. Thơm. Đấy, mùi thơm nhá. Giống mùi dưa lê luôn. Để ăn thử nào. Nghe nó có vỏ. Nhạt tẹt à. Nhạt tẹt. Đúng là quả này phải ăn với đường giống quả dưa bở ở ngoài em. Nhưng mà nó không bở như ngoài em, ngoài Hà Nội. Cái nước bên trong nó chua chua. Cũng nhiều nước anh em ạ. Cái này ấy, phải dầm với đường. Xong rồi bỏ tủ lạnh thì ăn không nhạt tẹt à. Nhạt nó lại còn chát chát đắng đắng anh em. Phải là do mình vừa gặm vào miếng vỏ thế. Sẽ trình tố. Mang về anh là trình tố sau. Đây mới là quả thích thứ hai của em. Sao em gọt giống quả khai tây vậy em? Không có dao đâu, mình dùng răng của mình. Ngon không? Ngon không? Ngon, tuyệt vời luôn. Sao khoai tây ngọt thế? Tao cho thử miếng nào. Ngon lịt luôn. Ngon không? Ngon đã. Ngon nha. Tại sao hai quả mình vừa chọn nó không ngon thế? Cho em, cho anh ăn hết đấy. Cảm ơn nhá. Để em còn quả nữa. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển ra cái chỗ nào đó nhiều nhiều trái cây ấy. Chúng mình sẽ ăn, chuẩn bị cho bữa tối nha mọi người. Ăn xong rồi đấy, chỉ cần một tiếng sau chúng mình lại đói rồi. Ăn này đói nhanh lắm anh em ạ. Và mình cũng không biết là mình sẽ phải ăn những trái gì cho buổi tối nhá. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ mua hết tất cả các loại trái cây về nhà luôn. Có cái gì lạ lạ nữa thì càng tốt. Thôi rồi. Ê, đừng cắn vào ngón tay người ta. Đang đi thì Bánh Mì nhìn thấy một cái quầy bán rong có cái quả gì nhìn đẹp đẹp anh em ạ. Kia kìa, nó màu xanh nhìn như kiểu là quả mận cơm ấy, hay là quả mình chả biết được, nhìn như quả nho hay quả mận gì ấy. Quả gì em? Nho à? Ồ. Ê, nho gì đẹp ấy? Nho mẫu đơn, to như quả mận luôn. Đầu tiên anh cứ tưởng là quả mận cơm em ạ. Ngọt liệt. Không hạt luôn. Ngọt đâu. Ủa, ngon nha. Ngon lịm nhỉ. Ăn đã rồi á. Tiếp tục. Ra siêu thị tiếp anh em. Trên đường đi thấy quả gì hay ho thì mua anh em ạ. A few minutes later. Ôi, thiên đường. Đây em, xoài. Dứa luôn, lấy quả dứa. Ê, xoài nè. Ý, xoài nhìn đẹp á, ngửi xem nó ngọt không em? Mùi là sao biết là ngọt. Mùi nó thơm thì thấy có vẻ ngọt đấy. Chả có mùi gì. Ôi. Ôi à? Ổi ruột đỏ hay là ổi nữ hoàng? Ổi nữ hoàng đi. Cho vào. Thanh long nè. Cái quả béo béo. Ừ. Chanh dây nè em. Là quả dưa nữa em. Lựu gì đây? Lựu đỏ em ạ. Lấy luôn. Đẹp nha. Trông như kiểu em là bạch tiết. Việt quất. Món này ngon đấy. Khoai không? Khoai là trái cây không anh? Em ơi, làm tí sầu không em? Đây em ơi, nhãn thái. Ồ, quả to đấy. Măng cụt. Ừ, anh cũng thích món này em ạ. Bây giờ em đối em biết cách chọn măng cụt ngon. Thì bóp vào đúng không? Bóp vào quả nào mà bóp vào tức là quả đấy chín. Đấy là một phần, một cái là bóp này nó chỗ này nó không bị cứng này. Cái thứ hai là anh chọn nhá, những cái quả mà kiểu trông nó xấu sần sùi, nó có những cái nám nám này này, sẽ ngọt hơn những quả trơn. Làm quả bưởi cho đẹp da anh ạ. Đúng rồi đấy. Đây chính là bữa tối ngày hôm nay của chúng ta nha mọi người. Trông khá là thịnh soạn đấy nhá. Em sẽ ăn quả này đi. Nào, xem ngọt nào. Ui. Sao? Hỏng á. Tưởng kinh nghiệm chọn như nào? Thì trong những lúc đấy nó cũng có xác suất chứ anh. Ủa trời, kinh nghiệm chọn của em là sao? Quả cứng là quả ngon à? Quả mềm. Đây, quả này đấy, quả này trắng tươi ngon này. Đấy. Ê, anh nghĩ là bây giờ chúng mình đằng nào cũng ăn hết tất cả những cái này vào bụng đúng không? Thế sao chúng mình không chơi một cái game gì đó để chọn lựa những cái món trái cây mà mình thích, xong rồi mình như kiểu mình say sinh tố rồi mình uống vậy. Nhưng mà em không biết là nếu mà kết hợp những cái này với nhau nó có hợp lý không ha. Em về chơi bốc thăm nhá. Được. Được.
Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ chơi bốc thăm nha mọi người. Xem là ở trên này có bao nhiêu loại trái cây. 20 nha mọi người, 20 loại trái cây thì em nghĩ là sẽ bốc khoảng bao nhiêu loại đây? Bốc một nửa đi, bốc một nửa đi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm 10 loại trái cây cho đây. Xem là sự kết hợp giữa 10 loại trái cây thì nó sẽ ra cái loại nước gì nha mọi người. Bây giờ từng người chơi một nhá. Sẽ ra hai loại nước khác nhau đi. Ai bốc trước? Từ từ đi. Một đấy ba. Một đấy ba. Ê bốc trước. Thắng bốc trước, bốc trước. Sao cũng được. Không, cho em chơi trước được. Bốc đi em. Sự kết hợp hoàn hảo. Đầu tiên. Úi, bơ. Bơ. Bơ nè. Ok. Măng cụt, mình thích ăn măng cụt. Măng cụt thì phải bỏ hạt chứ. Không xay hạt nó đắng đấy. Thì lựa cái muối nào không có hạt đấy anh ạ. Ôi trời ơi. Ôi trời, con này cũng hỏng anh ơi. Kinh nghiệm chọn măng cụt của Bạch Nghi gà quá. Vò, đối. Không phải do em đâu anh ạ. Em bảo em biết chọn mà. Đây, quả này trắng tươi này. Đây, là cái muối này không thốn này. Đây, mấy cái này. Cái muối to đùng anh vào không có hồn luôn. À thế á? Cái chứng tỏ mấy hạt này không có hồn đâu. Cam. Cam, có cam luôn. Cho tầm 2-3 muối rồi anh ạ. Đấy, đấy. 3 muối nha. Đây nó có hạt này. Ủa alo. Về sau mà Lê Hùng mà mở hàng nước hay hàng cà phê, mọi người đừng cho Lê Hùng làm, đừng order nhá. 4 lại bao rồi. Chuối. Chuối à? Cho nửa trái thôi. Không, 1/3 rồi anh ạ, nửa hơi nhiều. À, đấy đúng rồi. Chuối thơm lắm. Cho chuối vào xay thì có mùi thơm của chuối nữa. Ok. 4 rồi. 4 rồi, còn nhiều lắm em ạ. Chôm là phải tách hạt à? Đây để em. Để anh tách hạt cho. Không. Chôm nữa là hai quả anh ạ. Cho xin quả nữa nào. Rồi. Ok. Đây là số 6 đúng không? Cherry. Đây, cherry lại phải tách hạt tiếp. Toàn những cái món mình thích ăn cơ. Mà toàn có hạt ạ. À. Đây anh tách được hạt. Đây. Thôi anh cứ dùng răng thế hả anh? Một trái này. Em thích mấy trái? Ba trái anh. Chết rồi, rồi ra đây rồi. Rồi. 7 này. Số 7. Ui, toàn món mình thích ăn mọi người ơi, kiwi. Số 8, sắp hết rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Dứa. Dứa. Ủa, con này gọt hơi lâu nhá. Gọt dứa kiểu nước ngoài nha mọi người. Đấy, 9 à? 9. Việt quất đấy, đây. Lại là quả mình thích ăn cơ. Cho một nhúm này vào đi. Vâng. Cuối cùng đúng không? Ừ, cuối cùng ấy. Hay cho quả gì ngon ngon hợp hợp nào. Khế. Ôi. Yeah. Ok. Xong rồi. Bây giờ em đi lấy một cái ly nước mát lạnh ra đây. À ly không chứ. Trái cây nhiệt đới. 3, 2, 1. Có đỏ đấy nhỉ? Có cherry. Người mùi phát. Thơm không? Mùi thấy mùi chua chua. Thấy mùi chuối khá là nồng em ạ. Nhưng mà nghe như mấy cái mùi kiểu nước ép rau củ ấy. Đẹp đấy chứ. Đúng chuẩn sinh tố luôn em ạ. Được một ly như này nha mọi người. Ngon em. Anh chưa ăn. Ngồi gần vào đây nếm thử cho mọi người coi. Xin mời mọi người. Ăn thử đi, nghe sinh được. Tố mà. Không, ý là đang nghe được. Sao? Ngon đấy chứ. Ngọt không? Chua chua ngọt ngọt. Ngon. Nhưng mà nó không rõ cái vị gì cả. Nhưng mà nó có một tí việt quất này, một tí cherry, một tí chuối. Xong rồi đấy lại khá là một tí. Nhưng mà nó không khi nào nó dậy lên là... Uống hết đi em, để anh đến thử đã. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Ngon mà. Ngon dã man anh em. Cái này nhá, mà cho một chút sữa đặc này. Cũng đá bào này. Là very good luôn. Ngon nhỉ. Chỉ mỗi cái là bây giờ đưa cho mọi người hỏi. Mọi người biết nước gì không thì đúng là chịu. Anh đặt tên cho em cái này cả. Sinh tố thập vị. Uống xong một ly này là no luôn đấy chứ.
no thật. Nó đặc lắm anh em ạ. Nhưng mà nó một cái gì đấy nó hơi lạo xạo. Đấy là hạt việt quất. Mình thấy được thêm cả vị dứa. Kỹ kỹ thì sẽ có xíu vị cam. Kiwi là không rõ này. Tất nhiên rồi, nó có thành phần trong đấy không thì nó phải có vị đấy chứ. Cảm nhận được ý. Tưởng cảm nhận ra được vị sầu riêng chứ. Ngon. No luôn rồi. Đến mình rồi. Số 1. Dưa hấu. Okay. Chôm chôm. Anh có quả giống em ơi. Ở lúc em uống không nghe mùi chôm chôm luôn anh ạ. Chôm chôm không có mùi đâu. Không cảm nhận được là mình uống chôm chôm luôn. Chôm chôm ấy nó chỉ có mỗi vị ngọt thôi. Cho thêm trái nó đi. Bóc luôn này. Nho. Hai trái. Ok. Mấy không? Ba rồi này. Cherry. Cherry thì nó sẽ làm cho cái ly này của anh màu đen. Không cần luôn, bởi vì nó có dưa hấu rồi. Hai trái thôi em ạ. Hai trái. Tiếp tục. Số 5. 4 chứ. Lưu. Mới. Đây, anh tách ra cho. Thôi, cắt đi em. Cẩn thận. Em thích uống nước liệu cực. Ừ, liệu thơm, liệu là cái nước liệu nó có dậy mùi không? Nhưng mà hạt liệu sẽ khiến cho mình bị lão xạo. Tiếp theo, số 6. Măng cụt. Quả cuối cùng ạ. Ê, ngon luôn. Ngon luôn. Anh chỉ lấy 1-2 múi thôi. Hỏng hết luôn rồi. Không phải do em chọn đâu mà do măng ở siêu thị anh ạ. Chuyên nghiệp kiểu gì. Hướng dẫn mọi người tận tình các kiểu. Xong cuối cùng chính bản thân mình hỏng hết. Số 7 nè. Đây. Ôi ôi. Anh bốc tiếp luôn đi anh. Việt quất. Ui trời ơi. Đây nha. Số 9 nè. Ui nhanh thế. Táo. Ra món cuối luôn, bốc luôn này. Bỏ này ra. Đối với là gì? Sao em biết được. Cam nha mọi người. Cam đây. Cái nhàn hạt thủ công okay. Đúng rồi, anh đếm lại đúng 10 quả chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi đấy. Ok. Vẫn là cái màu đấy. Cái màu nó cũng xem. Nói chung cứ cái nào mà có cả cherry nhỉ. Cái màu sẽ như thế này nhỉ. Em biết màu giống cái gì rồi anh ạ? Củ dền. Lại ra một ly nước như vừa nãy nha mọi người. Nhưng mà nó khác. Lãng hơn, em thấy nó lãng hơn. Không, vẫn đặc. Thôi, thử nhá. Sao không? Mùi nó khác không? Khác hẳn luôn. Đeo cho em ngửi. Mùi nó nhạt tách cả. Giống mùi rau củ hơn của em ấy. Sao. Không ngon bằng của em nhưng mà nó không khó uống đâu. Thế chắc là của em có chuối, cái thứ nó sẽ đậm hơn. Của cái này nó nhạt hơn của em. Nhìn có ngon không? Cũng ngon. Đợt cho em thử. Em thích ly này hơn nha. Uống nó dễ lão lã dễ uống hơn nha. Hả? Cái quả gì chưa say hết nè. Cái hạt ổi nó hơi lợn cợn. Không phải hạt ổi. Ổi. Hạt liệu. Nó à, hạt liệu, hạt liệu. À nhưng mà cho liệu vào, đúng rồi, cái vị liệu nó ngon hơn. Ly này của mình thấy đậm nhất là cái mùi của nước liệu. Nho nữa. Thế bây giờ chúng mình thử cái loại mà mình chưa dùng đi. Tức là những cái nào chưa dùng thì cho vào một ly. Bartender bạch mi, đầu tiên bưởi đi. Bưởi. Thanh long. Thanh long. Đấy, dưa gang. Đây là kết quả mà mình thấy nó chán nhất trong ngày hôm nay em ạ. Nhìn này. Nhưng anh nghĩ cho cái này mà nó sẽ thơm mùi dưa gang. Dưa như kiểu quả bí ấy. Chanh leo. Cũng dậy mùi đấy em ạ. Thơm nhỉ. Chua ấy. Mà nó sẽ có vị rất chua. Không chua lắm, ngon. Còn quả gì nữa nào? Xoài. Xoài à? Nghĩ đẹp chưa. Nhãn gì em? Thế này em. To rồi đấy. Ê, để ý lần này chỉ thấy màu xanh và màu vàng thôi. Em nghĩ là hỗn hợp của nó sẽ ra cái màu giống cái máy xay này này. Đúng không? Ok chưa? Hết chưa? Hết chưa nhỉ? Anh nhìn qua một lượt xem có gì. Được đấy.
Okay. Cho xin quả nho vào cho xanh cùng. Ok. Xanh. Sao sao lại nhăn mặt? Cái mùi nó kỳ lắm. Thôi đổ ra để thử ra. Cho khế và mùi nó cứ như kiểu có con rau ấy anh ạ. Để anh chuột bà cho. Anh em muốn mua những cái kính giống mình ấy thì hãy liên hệ với Homey Shop nhé. Liên hệ Homey Shop ấy thì mọi người có thể lên fanpage Homey ở trên Facebook hoặc là link Shopee nha mọi người. Ủa đó chưa anh? Quảng cáo xong rồi đấy. Sao vậy ạ? Ngon nhất trong hai loại nước vừa uống. Thật á? Hơi chua chút thôi nhưng mà ngon. Không. Không em thích cái nước có lựu rồi hơn. Giời ơi, đến mình à. Không biết thưởng thức rồi. Nước này cực kỳ ngon luôn. Cái này nó xay cho kỹ, còn lấy cái miếng ở trong này ăn được tức pinh ấy anh em. Nhưng mà mình thấy dậy vị nhất là mùi khế. Khế cái gì? Đây là chua của chanh leo. À ở chanh leo. Đúng là không biết cảm nhận ẩm thực gì. Em quên là có quả chanh leo. Rồi có một chút hương vị bưởi. Ngọt ngọt ngai ngái của nhãn này. Em thấy vị hơi hăng hăng nhẹ của bưởi. Có vị của bưởi. Nhưng mà mình thấy cái ly này nó dậy mùi nhất và chính là chanh leo. Nhưng mà ngon. Em thích ly kia hơn. Anh thích cái này. Yeah, em thích gu, em thích liệu. Nước này đảm bảo bán thị trường được. Anh biết tại sao người ta lại không mang những cái kiểu nước này ra thị trường bán không? Tại sao? Bởi vì giá thành nó sẽ rất là cao. Ở đây có rất nhiều loại trái cây cho vào. Bình thường thì mọi người sẽ chỉ uống nước ép ổi, nước ép thơm các kiểu thì nó là một loại trái cây. Còn đây là 10 loại trái cây cho nên là giá trị nó sẽ cao hơn. Mà không ai đem cherry đi xay cả. Lại còn do mẫu đơn nữa. Trời ơi, đi này bao tiền cho được. No quá anh em ạ. Bữa tối này no quá. Một ly kia đã đủ no rồi, thêm ly này nữa. Còn chưa, bữa tối ngày hôm nay chúng mình đạm bạc thế này thôi anh em. Chỉ có trái cây và trái cây thôi. Anh tự nhiên em thèm ăn thịt quá. Anh ăn trái cây một hồi, những cái đồ ngọt một hồi tự nhiên thèm ăn đồ mặn ấy. Mặc dù bình thường rất thích trái cây nhé, nhưng mà để ăn cả ngày thì cũng lại thèm ăn đồ mặn thật đấy. Bây giờ mà có kiểu thịt nướng, cuốn, rau, kim chi. Thôi đợi đến mai nhé. Ok, anh em thấy video này hay thì nhớ cho chúng mình một like and một subscribe nha. Các bạn nào muốn chúng mình thực hiện những cái thử thách 24 giờ ấy thì tiếp tục comment xuống phần comment này để xem là chúng mình thấy cái nào phù hợp thì chúng mình làm thôi. Còn bây giờ thì